Giữa dòng đời 25 năm, tiếng gọi con trong tim vang ngân, nào theo Chúa tiên lên hiến dâng cho người. Tiếng đáp lời con thưa xin vâng, Chúa chọn con ban cho muôn ơn, và sai con bao loan tin mừng đến muôn người muôn nơi. Con đâu là chi, có công lao gì, có công trạng gì mà Ngài gọi con, mà Ngài chọn con trở thành thân hương. Con có gì đâu, tâm thân mòn hèn lấy chi đáng đền. Nguyện trọn đời con trở thành của lễ hiến dâng vẹn những bước đường 25 năm trong đời con bao la vô biên, tình thương Chúa tuôn trao thánh ân dạt dào. Chúa dẫn đường cho con đi theo, dẫu đường con gian truân rêu neo, lòng con đâu phải lắng lo vì Chúa luôn ở cùng con. Năm dài tương lai mai sau, dẫu gặp bao trông gai thương đau, lòng con quyết một lòng bước đi theo Ngài. Cúi xin Ngài luôn đi bên con, nhất là khi trong cơn gian nan, và cho con suốt trong cuộc đời ở bên Ngài mà thôi. Chỉ có công lao gì, có công trạng gì mà Ngài gọi con, mà Ngài chọn con trở thành thân hương. Con có gì đâu, tâm thân mòn hèn lấy chi đáp đền. Nguyện trọn đời con trở thành của lễ hiến dâng vẹn tuyền. Nguyện trọn đời con trở thành của lễ hiến dâng vẹn tuyền.